nè, ngược nè, nó ngược lại nhảy lên là anh hít lên mới đúng nha anh em. Trừ nè, cộng nè, hít xuống nè, đó. Thì cái này là hàng Italia nên nó rất là chuẩn, anh em khỏi còn phải suy nghĩ là nó âm hay dương hay là không chính xác. Cái này là rất là chính xác nha, hàng này là hello, xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người cái cách để nhận biết được cái con chép mình lắp là nó đúng hay sai, nó phát ra cái pha dương hay là pha âm. Thì anh em cũng biết là khi cái chép mình lắp vô thì nó sẽ có tình trạng là nó kêu, đúng không? Lắp vô là đã kêu, chả biết là nó là âm hay dương đó. Nhiều anh em cũng rất là cái vấn đề này sai. Khi cái nhà hãng đưa ra, khi họ làm ra một cái sản phẩm, họ phải đo đạc, kiểm tra, và nó tùy theo cái khi người ta nạp từ. Thì anh em biết đó là khi mình không quan trọng nạp từ hay không nạp từ, dương hay là pha âm, không thành vấn đề gì vấn này. Bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem cái chép mình kích nó thụt ra hay là nó lồi thụt vô, nó hít vô hoặc là nó đẩy ra là âm hay dương nha. Đó, thì cái chép này là cái chép của BNC DE 250 TN8. Cái con này là con Italia, rất là mắc tiền nha anh em. Hàng xịn thì nó rất là chính xác. Thì con này thì made in Italy. Thì mình lấy cái đàn xịn để làm cho anh em thấy, để anh em biết được. Thì con này thì anh em biết là cái nó rất là xịn sò. Cái con đó nè anh em thấy chưa? Con nó là rất là xịn nha. Hàng này là hàng xịn Italy nha. Đó. Con này là sử dụng cái củ chép đó từ thường thôi. Từ thường hay là từ neo hay là tất cả từ gì cũng vậy. Khi cái chép á, thì anh em thấy á, là nó phát ra đầu dưới này nha. Đầu dưới này nha. Nên anh em, nhiều anh em á, là hiểu sai là vấn đề là khi tưởng là nó đẩy lên mà không phải. Thì hôm nay mình sẽ cho anh em xem. Đó. Thì mình lấy cái hai cọng dây điện này mình kích vô cho cái đầu nó vô là đầu trừ. Đầu trừ nó vô đây. Cái đầu cộng nó vô đỏ ha. Rồi. Mình lấy cục pin. Cục pin này là 1,5 thôi. Đó, thì về cái đầu màu đen nè, mình cho vô dấu trừ. À, dấu trừ nha. Còn đầu này vô dấu cộng, nè thấy chưa? Rồi, bây giờ cái đầu trừ thì mình vô coi đây. Là mát nè. Rồi cái đầu cộng nè, anh em khi anh em kích vô nè. Là nó hít vô nha. Tức là nó hít vô, nó hít, nó đè vô. Nó hít vô, khi hít này là nó phát ra là cái pha dương nha. Đúng nha. Nè. Anh thấy không? Nó hít vô. Thì mình làm ngược lại thì cái đầu này là mình làm dấu trừ. Còn là nó đẩy lên. À, nó đẩy lên nha. Anh thấy nó nhóm lên trên không? Cái này là rất là cứng nha. Nếu mà yếu là nó nhảy lên luôn á. Thấy chưa? Đó, nó đẩy lên. Đó, nhảy lên thấy không? Nè, ngược nè. Nó ngược lại nhảy lên. Là nó hít lên mới đúng nha anh em. Trừ nè, cộng nè. Hít xuống nè. Đó. Thì cái này là hàng Italia nên nó rất là chuẩn. Anh em khỏi còn phải suy nghĩ là nó âm hay dương hay là không chính xác. Cái này là rất là chính xác nha. Hàng này là hàng Italy. Củ chép này là củ chép từ thường. Từ Ferris. DE250TN. Đó, cái này là hàng Italia xịn. Mình đem một con xịn ra để mình làm cho anh em thấy. Thì nhiều anh em á, khi mình có hai con chép á, thì mình cũng hiểu là mình kích làm sao cho nó cái con. Ví dụ như cái con á, nhiều cái con á, thì nó cũng in out nè. Anh em thấy nè, giống như nè, đầu vào nó là cái đầu dưới này thấy không. Còn cái đầu trên này đây nè, nè là cộng nè. Cộng thì nằm trên nha. Chấm hàng nè, dây đồng nè. Ví dụ dây bên đây nó quấn đúng không? Nó quấn nè, quấn vậy nè. Là cuối cùng là dây vô, nó gà dương nha. Đó, còn ở dưới này á là cái âm nè, anh em thấy chưa? Cái hàng xịn thì không bao giờ sai được nha anh em. Hàng này là hàng của cao cấp của BNC Italy nên nó là rất là chuẩn, không, họ không có làm sai vấn đề đó đâu ha. Thì anh em cũng thấy là mình đã cho anh em thấy rồi đó. Thì nhiều anh em thay vô là không đúng. Có nhiều người nói đẩy ra, có nhiều người nó hít vào. Thì nhiều người hiểu lầm là vấn đề là ập xuống đây là làm sao nó ra âm thanh được. Nó ra đây nha. Rồi,
Thì cái video này anh em thấy nó hiệu quả và nó hay thì anh em cứ chia sẻ và bấm like nha, cho anh em khác biết. Hàng này là hàng Italia nha anh em. Italia thì anh em khỏi còn suy nghĩ. Con chép này là con 44 nhưng từ thường, nhưng nó rất là hay. Nó phù hợp cho mình sử dụng cái những cái chiếc loa không gian hẹp, ví dụ như là monitor này, gia đình này, nghe thì nó không có chép, nó không có kêu mà lớn, mà để mà vô tai mình nó khó chịu, nó rất là nhẹ nhàng và rất là mịn, rất là hay. Con này thì nó sẽ phù hợp cho anh em sử dụng cái gia đình nè. Đó, thì những quán bar hay quán karaoke gì đó họ chọn chỗ này. Đó. Thì cái video này á, là mình muốn cho anh em thấy là khi mình lắp con chép thì anh em phải nhớ là mình không quan tâm, đừng quan tâm cái cọc này là màu đỏ hay màu đen. Cái này nó dễ lắm, cái miếng nhựa thôi. Anh em phải nhìn vô đây, em phải test. Đó, test đúng cộng trừ thì nó hít vô là nó đúng. À, đúng đúng là cộng cộng bên đây, trừ bên đây. Vậy đây là nó đúng, hít vô là đúng nha. Còn nó đẩy ra là hiện tại là nó bị ngược. Ngược nha, ngược 180 độ. Rồi, nếu mà đúng là không độ nha mọi người. Rồi. Anh em thấy là hay, anh em thả tim và like nha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều.